Mến chào quý ông bà cô bác anh chị, quý vị và các bạn đang theo dõi video của Huỳnh Kha Vlog. Hiện tại Kha đang có mặt ở cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Bình Thuận. Hôm nay ở khu vực này Kha được một ông anh chia sẻ cho Kha có một câu chuyện rất là ly kỳ ở tại ngọn núi này. Đó là trước kia có một người đàn ông đã ẩn mình ở trên đây để tu tập. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa là người đàn ông này đã tu tập đắc đạo và hóa thành tiên. Khi người đàn ông này hóa thành tiên thì mới nổ tảng đá ra và bay về trời luôn các anh chị. Một cái câu chuyện nghe qua rất là khó tin nhưng mà đây là sự thật. Và hôm nay thì Kha sẽ nhờ một anh là người dân địa phương ở đây, anh sẽ chia sẻ lại toàn bộ sự việc cho cả nhà mình nghe nha. Và đồng hành video hôm nay với Kha đó là anh Đôi Chân Lang Thang của các anh chị. Chào cả nhà các anh. Mến chào cả nhà mình, xin cho anh Bình Kha với đó. Dạ. Thì cái người đi trước kia đó là một anh trai người dân địa phương ở đây. Dạ anh ơi. Anh ơi. Dạ. Anh đi chậm chậm lại chút, gai quá anh ơi. Gai. Đợi em chút nha. À. Núi này gai quá các bác anh chị. Dạ. Mình phải đi hết sức cẩn thận chứ không là gai đâm vô trong con mắt mũi cái là rất là nguy hiểm. Thì tôi đi rừng tôi quen rồi, tôi, dạ. tôi đâu có sợ gai đâu. Anh quen nhưng mà em không có quen anh ơi. anh từ từ em hỏi thăm chút anh ơi. Anh đi nhanh quá các bác anh chị, anh người dân ở đây anh đi thường xuyên đi rừng á. Mát. Nắng quá, cô bác anh chị. Nó ầm núi. Nắng quá. Cái núi này gắt quá. Đứng trước cái bóng mát kia đi mình nói chuyện một chút anh. Dạ thì anh có thể quay mặt lại đây để trò chuyện với em chút được không? Dạ thì hôm nay được anh đây dẫn Kha đi đồng hành cùng với anh Đôi Chân Lang Thang để chia sẻ cái câu chuyện ly kỳ ở tại nơi này. Bây giờ em sẽ nhờ anh chia sẻ lại cái sự việc mà cái người đàn ông nó tu, cái quá trình tu như thế nào mà để được đắc đạo thành tiên và nổ đá bay về trời. Anh có thể chia sẻ cho bà con bác đây biết được không anh? Thì nghe mấy ông hồi xưa nói rồi, nghe hồi xưa nói ông đạo ở đâu biết đâu, mà nó tu lâu năm quá thì nó thành tiên, nó bay lên trời, nó cục đá nó tản ra thành hai, nó chỉ ra thành hai thôi. Rồi nó có bằng thờ, rồi có ám, rồi nó thờ luôn hồi xưa lận. Ám là cái gì anh? Cái ám nó xây ám á, nó xây ám thì nó để bằng thờ á. Cái ám á hả? Nó xây ám á, dạ, xây dạ. Ám. Nó xây ám thì nó để bằng thờ để nó cúng quậy á. Rồi cái tới mùa Tết á, năm nào cũng vậy, mấy cái đạo theo cái đạo Bùa Năm Ông á thì nó vô nó cúng quậy không à. Dạ. Nó vô cũng đông lắm. Dạ. Ừ, tới Tết ra là đạo Bùa Năm Ông á thì nó vô nó cúng. Vậy là cái khu cái hang của cái vị tiên này chỉ là bên Bùa Năm Ông cúng thôi thôi. Ủa? Bùa Năm Ông thôi nó cúng. Dạ thưa anh có thể chia sẻ cái kỹ lại, tức là khi mà người đàn ông này đắc đạo thành tiên rồi thì người đàn ông này bay lên và cái tảng đá nó nổ ra làm hai hả anh? Nó trẻ ra thành hai. Dạ. Nó trẻ ra thành hai mà cái đá đó cũng cao, cũng cao. Cao lắm chứ, cao. Bây giờ đó nó mình lên đó mà. Dạ. Nhưng có cây me cầu thủ đó, hồi xưa lượng cây me với lỡ cây xanh nó hai cây. Cây me cầu thủ là cây me gì anh? Cây me lâu năm là cây me cầu thủ. À cây me cổ thụ. À dạ. Cây me cầu thủ. Nghe lầm tưởng cây me cầu thủ. Cái đó là lâu năm quá người ta kêu là cây cầu thủ. Dạ. Có nghĩa là ông thầy này ông tu phải nói là 5-60 năm, 7-80 năm à. Cái thời gian đó luôn hơn anh. À cái khoảng đó là cái thời còn chiến tranh hả anh? Còn chiến tranh à. Vậy là hôm nay anh em mình sẽ đi tìm đến hang của một người đàn ông tu đắc đạo thành tiên. Mình phải gọi đúng hơn là hang ông tiên của mấy anh chị. Khá là ly kỳ nha. Đây là lần đầu tiên mà mình đi tìm tới một cái hang đá của một người tu đắc đạo thành tiên. Nghe cũng khá là rùng rợn nhưng mà mình sẽ theo chân anh này để tìm lên xem thử như thế nào nha các bác anh chị. Mời cả nhà mình hãy đồng hành video cùng với Kha nhé. Đường này núi khô cằn sỏi đá mà hiện tại nắng quá cả nhà. Theo anh cảm nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này hả? Em thấy là nói về người đắc đạo, người tu để đắc đạo thì rất là hiếm. Và đặc biệt là ở một cái nơi hoang vu như thế này nữa, mà có một người đàn ông đã từng tu đắc đạo ở đây thì chắc chắn nơi này rất là ly kỳ huyền bí rồi. Và nghe như anh chia sẻ thì hàng năm có những người bên đạo Bùa Năm Ông thường tới đây để cúng.
thì có lẽ là em nghĩ là cái vị đắc đạo thành tiên này có lẽ là tu bên bù gì đó em không biết, nhưng mà cái câu chuyện mà tới cái mùa Tết đó, mấy thầy bùa mấy người đó nó tới bùa năm ông tới cúng á, thì cái câu chuyện đó mình cũng chưa có rõ như thế nào, cái nhưng đạo, mà cái... em chắc chắn vị tiên này bùa, tu đắc đạo năm ông liên quan đến đạo bên bùa năm ông có cúng không, khá là ly kỳ đúng không? Đúng anh. À, bây giờ mời cả nhà mình đồng hành cùng với bốn anh em lên trên đó để khám phá cái hang động của nơi ông tiên đó ở. Đúng rồi. Trước mặt Kha đây là một anh mang ba lô, đó là cũng một anh trai đồng hành cùng với anh em Kha luôn nha. Cái khu này á nó rất là nguy hiểm, mình đi vào trong đây không biết những cái con côn trùng như rắn rít bồ cạp của anh chị, nên là mình đi nhiều anh em càng nhiều càng tốt, đỡ nguy hiểm hơn. Ở đây mắc mèo rất là nhiều. Nãy giờ em dặm, nãy giờ em dặm rồi anh, nó ngứa quá chừng luôn nè. Ngứa với mắc mèo hả? Ui, gần núi không có phải anh chị. Anh Bạn Long Thành có thể là quay lưng lại chào khán giả được không? Chào. Chào quý vị khán giả. Câu chuyện này nghe anh kể sơ qua thì em nghe khá là đặc biệt nha. Và huyền bí luôn. Không biết huyền bí như thế nào nhưng mà cái đoạn đường này bây giờ cũng khá là mệt của các anh chị. Nãy giờ muốn chết nữa. Núi rất là cao. Mà đường khó đi nữa. Không biết cảm giác. Cái người ông tiên đó, người đàn ông đó, phải gọi là ông tiên. Đúng rồi. Thì tu đến cái mức độ mà phải nổ đá bay lên trời luôn. Dạ. Chỉ là lần hai. Chỉ là lần hai luôn. Chỉ lần hai bay lên trời. Chỉ là lần hai. Rồi cái hang động đó nó to không anh? To. Sâu không? Sâu chứ, cái trống nó trống họng luôn mà. Ở dưới nó trống họng luôn. Rồi cái hang đó có những người mà người ta đi núi. Rồi có ai dám lại gần không anh? Thì ở đó luôn làm nhà đúng không ạ? Làm nhà đó luôn. À mình ngủ luôn đó luôn. Ừ, ta cúng có bàn thờ, ta cúng thắp nhang thắp đồ luôn. Nếu mà ông tiên này tu đắc đạo như vậy, cái câu chuyện của ông tiên này phải nói là lên cái hang đá đó là có những cái điều là gọi là tâm linh và những cái điều là thiên liên đúng không anh? À nếu mà hồi xưa đó nó nghe mấy ông già nó lớn lên nó nói vậy, mình nhỏ đâu có biết cái gì đâu, mình cũng nghe mấy ông già nói vậy thôi. Lúc nãy anh chia sẻ là hàng năm có mấy ông thầy bên bùa đúng không? Tới cúng. Thì tới cúng ở trên đó bây giờ là có chỗ thờ cúng đàng hoàng đúng không anh? Có bàn thờ luôn. Dạ. Có bàn thờ luôn. Cảm giác đi nãy giờ như thế nào anh ba? Đúng, mệt lắm. Mệt đó. Nhưng mà phải cố gắng. Dạ. Tại vì mình muốn khám phá Phật hương câu chuyện như thế nào. Dạ. Để có thể mình lưu lại những cái thành tích hay. Coi như là một cái chuyến đi để mình làm lưu niệm. Đúng rồi anh. Đời của mình. Dạ. Cái tuyến đường từ đây lên đó xa không anh? Xa đó, lên dốc nữa chứ. Dạ. Ngó thôi, nó gần đi lắc nữa à. Rừng này cũng khô quá cả nhà ơi. Khô, mùa này mùa khô mà. Anh là người địa phương đây, anh sống ở đây phải nói là chắc cũng lâu rồi anh ha. Sống trên núi thì lâu rồi mà. Anh có thường xuyên đi vào trong những cái cánh rừng như thế này không anh? Đi á, đi cày đi cối mà. Những lúc anh đi như thế á, anh có thường gặp mà những cái con trùng chẳng hạn như con rắn không? Có hả? Ừ, có rắn hồi chúa bự lắm. Bự không anh? Ừ, bằng này nữa. Anh thấy rắn cỡ bắp đùi luôn hả? À, cỡ ghê vậy anh? Cỡ bắp đùi á, cây nào hả? Cây này còn nhỏ. To bằng cây này nữa không? Cây này nè. Trời ơi, anh thấy dài lắm. Anh thấy rắn to bằng cây này. Ừ, dài lắm nó. Nó dài lắm mà nó ban đêm nó xuống uống nước, nó la gớm. Nó la sao? Nó la nó khát nước á. Mình đóng trại vô đó rồi. Mình đóng trại vô đó là mình hầm than chặt cây rồi á. Dạ. Rồi mình đóng trại, mình chạy bằng tấm bạc mà. Dạ. Rồi ban đêm cũng hai ba người lắm nha. Ban đêm nó mùa nắng này gì này nó khát nước á. Dạ. Nó bò tới nó la gớm lắm. Nó la sao? Hu. Ghê vậy anh? À rồi lấy đèn pin giỏi đó, thấy nó cặp mắt nó bự trời ba đỏ lên nó giỡn đầu cao vậy nè. Trời ơi. Trời ơi. Nó khát nước nó, mùa trời nắng ơi. Là nó chỗ mình đóng chạy đó ấy, đường kia thôi, đường bên kia. Dạ. Mà cái mùa nắng đó là chỗ đó là bà con mình tập trung mà. Dạ. Tập trung mình đóng chạy nè. Ui, rồi thấy như vậy anh có sợ không anh? Sợ chứ. Sợ hả?
sợ mình cho nó uống nước nó đi à. Mình đừng có đụng nó là nó không đụng mình nữa. Mình im cho nó uống nước xong rồi nó đi, nó thấy biết sao là mình giở đèn á là nó la. Giở đèn pin á là nó la. Giở đèn pin là la hả? Ừ, nó la. Nó làm hung lắm, nó làm hư. Nó đi tới đâu nó la tới đó à. Ngày chắc có lẽ là ngày xưa á, ông bà mình chắc phải có thú dữ anh ha. Có cọp địa phương này bắn cọp chết luôn mà. Cọp vô uống nước chỗ đó nó bắt trâu á. Dạ. Bắt trâu ở chuồng trâu á, nó bắt trâu. Bắt trâu quá trời luôn mà, hồi xưa nó bắt trâu ghê lắm. Dạ. Giải phóng mới về có 2-3 năm mà. Dạ. Là nó bắt trâu. Ui. Ồ, lúc đó tôi 10 năm rồi. 10 năm là tôi đi chăn trâu mấy người lớn rồi. Dạ. Rồi mấy người lớn nói cọp nhiều lắm, cọp đêm nay chắc nó bắt trâu á. Gì? Ui. Cọp nó bắt trâu nhiều lắm chứ. Dạ. Rồi mấy thằng du kích đó. Dạ. Du kích địa phương như trên xã, mấy thằng du kích nó bắn chết con. Dạ. Khiên về luôn. Ghê dưới trời. Ừ. Nó canh cọp vô uống nước á. Dạ. Canh chỗ nước giếng mà. Ghê quá cô bác anh chị. Ừ. Đường này nè. Wow. Hồi xưa nó ăn trâu ghê chứ, nó bắt trâu chuồng mà. Cọp thường ăn trâu không anh? Ừ. Còn trâu nghe á, nó bắt. Dạ. Trâu nghe nó ăn à. Trâu lớn không dám bắt hả? Không dám không? Bắt trâu nghe không à. Còn sao anh lừa đường ra đây không vậy? Đâu đi đường mòn rồi nè. Ui. Wow. Cái đường mòn này là hồi xưa đó ta lý cây bò không à. Dạ. Lý bò á. Mà mình có thể là kiếm chỗ nào mình uống nước nghỉ ngơi chút xíu là mình đi tiếp. Đi chắc là lên dốc mà. Quãng đường khá là xa các bác anh chị. Nghe cái câu chuyện phải nói thật sự mình nghe vừa nghe thôi là đã muốn đi khám phá rồi. Dạ. Quá ly kỳ. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi có người tu đến nỗi mà thành tiên mà ai đi chơi luôn. Hiếm có luôn không anh? Có chuyện này là mình phải nhờ anh người dân đây chia sẻ để dẫn lên cái hang đá để chứng minh cái câu chuyện đó thật. Chứ nếu mà hôm nay anh mình đi mà không có anh này biết được cái câu chuyện đó thì khán giả thêm khán giả thì tò mò đúng không? Dạ. Anh nói đúng này đúng nọ đúng không? Đúng rồi. Ủa? Đường con đi bẻ qua này nữa hả? Ừ. Đi bàn ngàn này chứ. Ui. Một phát cả nhà. Nâng. Đúng rồi anh. Ừ. Thằng nắng mà. Mình mệt chút anh ơi, mệt quá anh ơi. Để hết cái đùi này đó. Em muốn tắt hơi anh ơi. Thà mình đi mình nín mình đi nó mệt, đỡ mệt thôi các anh chị. Mình vừa đi mình vừa nói mình vừa chia sẻ nó mệt lắm. Anh em mình vừa vượt qua một cái đồi, bắt đầu đi chụp xuống, bắt đầu chuẩn bị lên lại nữa cả nhà. Ủa, đâu luộc luộc đá đó đâu anh? Nó lạ rồi. Chưa thấy luôn hả? Nhớ lại đây. Ồ. Hồi anh đừng nói em đi lộn đường. Đừng nói em đi lộn đường nha. Lộn đường của ta. Rồi. Khang nghe anh nói đi, lộn đường hả ta là thấy là... Thì nắng thì khó đi ta. Lộn đường nữa chứ. Khang nghe anh nói lộn đường hả chó là thấy là mệt rồi đó cả nhà. Bây giờ tu lên gần mà. Nước giếng chỗ này nè. Hả?
Đúng rồi, nó xuống chút con sáu, xuống chút nó le lại sáu. Dạ. Ủa, giếng đâu anh? Sao lạ rồi? Ừ, nó giếng nè, nó giếng hồi đó nè. Này giếng hả? Ừ. Sao nhìn với cái giống cái lỗ công sự vậy? Giếng đây nè. Giếng hồi đó người ta đào có nước uống, người ta gánh than hình như. Hình như xuống cái này nó lên chút nữa sáu, ủa sao núi kia nữa. Trời đúng rồi. Hả không Minh? Mỉ mệt đi. Trời ơi, anh ở đây, dân địa phương đây, anh hỏi em. Đâu, anh quên đường rồi. Tiếp nước bạn ơi, tiếp nước. À, tích nước anh, tiếp nước. Mệt quá cả nhà. Ừ, anh quên đường với anh chị. Trai, cái câu chuyện này là lưu truyền từ rất lâu đúng không anh trai? Hả? Cái câu chuyện của ông Tiên này là lưu truyền từ rất lâu đúng không? Lâu nha. Lâu đời nội thấy lâu. Phải nói là cái câu chuyện này là ở dưới làng người bên anh là ai cũng biết luôn anh? Biết chứ. Anh là người Kinh hay là người Đạo Bạch Lan Ni? Dạ dạ. Đạo Bạch Lan Ni. Dạ ồ làng anh đi dốc đi. Lắm. Mệt quá cả nhà, không biết đúng đường hay không nữa. Trời ơi, tảng đá mình dòm dòm là thấy xe móc luôn mà. À, đúng rồi. Nhớ đường hồi nãy đi về phải không? Thấy rồi. Ừ, thấy rồi. Hình quá. Đây nè, có tiên sư chỉ đường rồi có phải anh chị. Đâu rồi. Hả? À? Anh thấy rồi. Thấy rồi. Anh theo, đó chỉ đó. Thấy rồi cả nhà. Nhớ đường này đường về mà. Trời ơi, bên biển bên này hả? Trời. Tiếp cận được cái hang hơi hơi hồi hộp xíu anh. Hồi hộp hồi đó về đây quay tâm linh nhiều thi, nhưng mà đây là cái nơi lần đầu tiên mình đi tới một cái vị tiên đắc đạo. À, xe đó đúng rồi. Cái nơi đó như thế nào nữa. Hôm nay nè. Nói là vẫn còn những cái lạ mặt cái lạ chứ. Mờ ông tiên ấy còn nằm ở trong cái hang đó luôn. Nghe nói như vậy không biết như thế nào, mình phải lên chứng kiến tận mắt mới thấy được. Gần rồi. Gần chưa anh? Gần. Gần là đi gần chết á. Gần là gần chết rồi. Gần chết. Anh rất là vui tính của mấy anh chị. Tôi làm cây xanh lên đây 20 năm rồi đó. Cây xanh bé ở Cà Ná đó. Mình đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không? Hang này chắc ngày xưa ông Tiên cũng ngồi nghỉ mệt rồi. Đường xuống về đúng rồi. Lâu quá, lâu quá nhớ đường không rõ. Lâu quá nhớ đường không rõ. Dạ. Lâu năm quá. Lâu năm quá mà lên đây. Trời ơi. Đó đá chuyền hai đó. Đá chuyền hai đó. Tới rồi hả? Ừ, đó đá đó. Đó, bung quay đá lên luôn. Quay vây đi đá luôn. Nó chia thành hai. Dạ. Sao lên tới đây em rung quá anh. Lên tới đây rồi. Rung mà khi mà nói với tàn đá. Cái tàn đá chỉ là hai không thấy nổi da gà quá. Cái gì? Mà có những con gì sao nè. Con đại bàng, con đại bàng. Đại bàng, đại bàng. Đại bàng. Đại bàng. Đại bàng. Thấy cái gì này ta? Thấy. Ủa cây me sao thấy cây me nữa ta? Wow. Dưới bên trái cây này mình và trước mặt mình là một cái tảng đá rất là lớn, có một cái cây cũ cũ. Tới chỗ rồi này, bên trong kia là cái gì các anh chị? Cây me nè. Cái me lâu đời rồi nãy mà nó cỡ đó à. Chứ là cây xanh đó, đóng ngựa đây bên biển mà. Trời. Ủa? Dọn hết. Ủa, đồ thờ của ổng hả? Rồi, đem thờ ở đâu ta? Thờ ở trên kia à? Còn. Còn. Người bảo vệ nó ngủ đây nè. Trời ơi, về bên này thôi chứ. Đó. Lên tới hàng rồi các anh chị, nhưng mà mệt quá nói không nổi luôn. Anh mệt đâu anh ba? Đuối chịu không nổi. Mình lên tới đây anh cảm thấy lạnh mát mà kỳ lạ nha, ở dưới kia đi nóng em muốn chết luôn á, mà lên tới đây tự nhiên cái mát lạnh luôn. Em có nghĩ là những cái nơi mà có những cái linh thiêng, những cái nơi, những người phúc mặt tâm linh gì đó, là những nơi nào cũng phải đến có mát này và lạnh. Đúng rồi, em mà trước giờ em đi qua tâm linh nhiều lắm, nhưng mà em đi tới chỗ nào mà thật sự có tâm linh là chỗ đó luôn luôn mát. Nói anh không tin đó, nhưng mà khi nào anh trải nghiệm nhiều lần anh sẽ biết. Huống hồ chi nơi đây là của một vị tiên đã đắc đạo thì chắc chắn là không phải là một nơi bình thường. Em thấy những cái cây phía trước mình trắng nhìn thấy rất là lạ lắm. Ủa mà em thấy lạ nha. Tại sao lại cái tảng đá bự gì mà người mấy cây người ta trống làm gì? Em không hiểu. Phải có một cái khúc gì đó, cái gì bí ẩn gì đó. Để mình hỏi anh này thử. Anh ơi. Ừ? Ủa cái đây cái nơi này là chính xác là cái hang của vị tiên ngày xưa phải không anh? À, hồi xưa luôn. Dạ. Còn có người lâu lâu còn có người tới cúng đó, để đồ đó. Nhưng mà em thắc mắc một cái. Ở đây cái tảng đá to vậy mà sao người ta lấy mấy cái cây nhỏ này người ta chống chi vậy anh? Chống người ta cuộc giọng người ta ngủ. Ủa? Giọng người ta ngủ người ta đi bảo vệ rừng á. À thì ra là người ta cuộc giọng người ta ngủ. Ngủ. À, em tưởng đâu lấy cái cây để chống cái tảng đá đó lên chứ. Có. Anh mệt không? Mệt chứ. Đói bụng rồi. Đói luôn. Theo anh thì mỗi lần anh lên trên đây anh có cảm giác như thế nào anh? Mình có thấy lên sợ hay là mình không có sợ đâu, không có sợ đâu, mà chỉ là lâu lâu lên núi nó mệt nắng á. Dạ. Nó mệt vậy thôi chứ sợ gì, mình núi mình mà mình sợ gì, mình ve ngồi do có hồi đi cây rồi ghé vô đây ngồi đây uống nước đây nè, nước đó nước giếng chỗ kia. Dạ. Ủa vậy là anh cũng thường xuyên lên đây lắm anh? Lâu lâu đi cày vô chứ. Vô có bao giờ này. Có hả? Bao giờ anh ngủ lại ở đây chưa? Không có. Anh sợ hay sao? Sợ chứ. Ngủ đông người chứ, một mình sao dám. Thì ra là anh cũng sợ hả? Ừ, sợ chứ. Một mình sao dám, đông người dám mới ngủ. Hồi đó đi cày nhiều người lắm mới ngủ. Anh, em thấy ở nơi đây có một cái vết nứt của cái tảng đá.
mà nhìn thấy như là một cái luồng sét đánh, có những cái vết chai mòn theo thời gian và những cái dấu ống để lại đen như là một cái gì, điều gì đó nó bí ẩn anh à. Thì anh có thể là biết được cái chim thái này cách là làm ai như thế nào anh? Không biết nữa, nhỏ quá mình đâu có biết đâu, thấy lớn mình còn nhỏ quá, mấy người lớn chưa biết rồi ai biết đâu. Là ông bà ngày xưa mình kể lại là một vị tiên tu đắc đạo ở đây, là khi mà tu trong đây trong hang đá như thế này thì là bay lên luôn, là bay giữa cục đá này lên cục đá này mới tiếc là làm hai bay lên trời. Bay lên trời là cái câu chuyện này là coi sự thật 100% anh. Anh ơi, đâu biết, còn nhỏ sao biết. Em nhìn thấy giống như là có dấu sét đánh xuống cái tảng đá này nổ làm hai rồi cái vị đó bay lên đúng không anh? Em thấy có dấu đen ở trong cái đường đá luôn. À thì ngó ngó vậy chứ ai biết đâu. Chắc có thể là như vậy. Vì mình nói thì hơi ấy chút nha, nhưng mình coi trong những cái bộ phim á, khi mà những người tiên thần nó đánh nhau đều có luồng sét đánh vào trong núi rồi nó nổ ra. Nói như tôi anh chia sẻ thì vị này đắc đạo anh nổ biết ra. Tôi đâu có biết đâu cái đó. Dạ. Anh nhìn thử xem, rất giống một cái đường sét đánh xuống nổ tảng đá ra, rồi xong rồi vị tiên mới bay lên. Đâu có biết đâu, ai biết. Đó, chị ra gớm. Nhìn lên chóng mặt luôn các bác anh chị. Ủa, ở dưới đây có nước uống đó nè. Còn được viên đó. Dạ. Viên đó. Nơi đây là một cái nơi phong thủy rất là tốt. Ở đây có tới mấy cây cổ thụ luôn các bác anh chị. Thì theo như mình có thể nhận định được rằng là vị tiên này lựa chọn nơi này để tu tập rất là chính xác. Mình ơi, nơi đây rất là cao, rất ít ai có thể đến được đây. Và nơi này rất là mát mẻ. Anh ơi, anh nói là hàng năm á, các vị thầy bùa năm ông ưa tới đây cúng không anh? Bữa nào ông có, cũng có thầy ở xóm nó tới nó cúng đó. Ta cúng ở đâu anh? Đi coi, coi quay kia. Ở trong đó hả? Ủa vô đó quay hả? À là nãy giờ bàn thờ ở trong đó hả? Ừ. Trời. Mệt quá. Nãy giờ mệt quá em không có vô được. Vô đó, trời chiếu đó. Anh vào trong với em được không? Vô đi. Hay. Anh sợ hả? Sợ. Trời. Vô đi. Anh dẫn mình lên tới đây mà anh sợ luôn ba. Sợ. Sợ, thấy nhang rồi sợ. Vô đi. Đó, bàn thờ đó. Vô đi. Em có thấy ở trên những cái viên đá có những viết những cái chữ màu đỏ không? Chữ gì vậy ta? Lại cái tay mà. Cái này tao viết bằng sơn hay bằng máu vậy? Sơn mà. Sơn hả? Sơn. Sơn mà. Đây em đọc thử nha. Ăn xong nhớ đĩa lại chén nồi. Ủa đĩa hay để? Để. À để. Tại vì cái chữ viết lâu năm á, dạ. 2M đi á. Dạ. Bên đây cũng có luôn nè. Xin cảm ơn. Đâu. Nó rồi đó, rồi đó quay. Cũng ăn xong để lại chén nồi, cảm ơn. Để lại. Còn bên đây có cái chữ bị 2M nè. Xin cảm ơn. Đọc không được anh. Xin cảm ơn. Quá lâu năm rồi. Dạ. Mà những cái vết chữ mà có là lâu năm mà nó gồ ghê hết. Không, em nhìn những cái bích chữ nó rất là kỳ lạ nha. Anh có cảm nhận được một cái điều gì đó từ những cái dòng chữ này không? Anh nhìn anh có nhận ra không? Không dám nói. Đúng rồi. Rất là kỳ. Bởi vì người thường viết chữ thì người ta viết một cái nét chữ khác. Những cái dòng chữ này em thấy chỉ có trong am, trong miếu mới có thôi nha. Những cái nét chữ này nè. Đây có phải anh chị? Những nét chữ này chỉ có trong am, trong miếu mới có thôi nha. Đó, anh nhìn kỹ coi. Khá là lạ lắm. Thấy không? Đi vào trong đi. Đi vô đó đi. Anh sợ luôn hả? Anh dám vô hả? Vô mà. Ui, anh sợ luôn. Vô. Mệt quá. Vô mà. Hàng cũng bị đi. Đi đó. Anh ơi. Mẹ nó cúng luôn kìa. Ui, nổi da gà thôi, nổi da gà. Vô gần gần chút đi. Ây. Vô gần gần nó quay. Em nhìn những cái vết ở trên viên đá này. Điện thừa luôn. Đấy như là một cái đám mây vậy á. Đúng rồi. Kỳ lạ. Còn bằng như là một cái hoa văn vậy á. Kỳ lạ quá ta.
Ở đây rất là thoáng mát sạch sẽ luôn. Ở đây có một cái lò. Đúng rồi. Có lẽ là những cái lò này là cũng như người ta lên nấu nướng cúng kiến. Đúng rồi. Hay là những người còn anh chia sẻ thì còn có. Ui trời. Ui nhìn cái kia tưởng bà rắn không à. Kìa kìa. Đó. Giống da rắn kìa. Hớn hồn luôn á. Ủa anh ba. Cái ông đi với mình nãy đâu mất hả? Cái ông thứ tư á. Không biết. Ủa ông đâu mất hả? Ồ mình đi đâu ta? Không biết đâu rồi. Biết mình đóng tiêu luôn à. Đi đạo đạo cày sao? Chắc có lẽ đây là những cái nơi người ta thường quỳ cúng kiến này. Có thể là như vậy, người ta xây rất là nghệ thuật từng tầng này thấy không? Anh em ơi. Có cái chiếu để trải ra cúng luôn kìa. Nếu mà hôm nay anh em mình đi lên đây khám phá mà không có cái anh này anh nhắc đi và anh cởi cái câu chuyện và những cái cây này là những người họ kiểm lâm họ lên đây họ giữ rừng. Đúng rồi. Họ treo dẫn. Nếu mà không có anh nói ra những cái điều đó thì nếu mà mình không biết á, mình nhìn vô mình thấy là tưởng đâu là cái cây này là chống tảng đá này thôi. Đúng rồi. Là người ta làm phép hay là làm cái gì đó để chống cái tảng đá này lại. Mau mau về ơi, đói bụng rồi. Không có ảnh thấy là mình cũng không, anh nói là mình cũng mấy luôn á, mình cũng sợ luôn á. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây đó nè. Ừ. Em thấy không? Ừ. Cái cây kia có lá luôn. Ui. Người ta đi tao. Có lá còn xanh luôn. Tao thôi. Lạ chưa? Uống lạnh với trời chưa, uống lạnh chưa? Đây này, cả nhà mình. Chặt chết rồi mà cây đâu còn xanh lá luôn. Cây này chặt chết rồi mà sao mà vẫn còn sống nữa cả nhà mình. Ui. Còn tươi luôn. Kỳ quá cả nhà. Kỳ quá. Đi vô trong, anh ơi. Phải vô trong xin mới được, không xin là không được. Bây giờ anh em mình tiến vào trong để mình thắp nhang, mình cúng kiến mình. Cái đồ, cái bị đồ cúng này đâu? Lấy. Đó, bị đồ cúng đó, không yên. Anh biết cúng không anh Minh? Anh cúng tụi em ở ngoài đây ấy cho tại mỗi người cầm mỗi cái máy quay á. Anh cúng nha. Nghiêm chỉnh giữa nốt ra anh. Ngày hôm nay mấy anh em con tới đây thành tâm để khám phá tâm linh ghi hình và chia sẻ, không có ý quấy phá tới hang của ngài ở đây. Anh em con biết là ngài đã đắc đạo rồi, hôm nay xin phép ngài cho anh em con ghi hình một video được trọn vẹn, và bây giờ xin phép cúng cho ngài nha, một ít lễ để dâng lên mong ngài và chứng hộ cho anh em con được bình an vô sự, đi lên rừng và xuống núi được trọn vẹn, an toàn, đi tới nơi về tới chốn, trường lưu bình an, A Di Đà Phật. Con cũng xin thành tâm khám phá nơi đây để ghi hình, để biết được cái câu chuyện của tiên sư đã đắc đạo. Chỉ còn đồ lạc khoảng nuôi sao? Hôm nay con đến đây cũng thành tâm khám phá, nếu có điều gì sơ suất, xin ông tiên và ông bà đường núi đất đai ở đây bỏ qua cho con nếu có điều gì sai phạm. Cũng mong rằng ông tiên và ông bà đường núi mặt ở đây che chở cho tụi con đến đây để xin điều may mắn mang đến cho con đi được. Mong bà hãy che chở cho tụi con và ghi hình được trọn vẹn. Anh nói cái gì vậy anh Minh? Nói cho mẹ đồ đẹp bỏng sao lo như vậy. Ủa còn cái bộ đồ cà sa luôn kìa. Đồ cà sa nè. Còn cái bộ cà sa luôn kìa anh ba. Đồ ở bên thầy Trang. Vậy hả? Còn đồ cà sa của anh. Đây còn cái bộ cà sa của thầy tu luôn này, của quỷ tiên nó đắc đạo này. Còn để lại bộ đồ luôn không anh vậy? Trời ơi, không lẽ đây là bộ đồ đã hàng trăm năm rồi vẫn còn để trên chiếc đĩa này đây. Anh thấy không? Thấy. Ở phía bên trong có một cái trong như là một cái xây một cái ngôi mộ, nó có những cái đồ vật gì trong đó. Một cái hầm để chứa đồ. Đúng rồi.
Anh có nhìn thấy cái bình trà với mấy cái đĩa không? Nè. Đó, để dành người ta rót nước ta cúng đó. Ôi ơi. Nơi này rất là mát mẻ luôn đó chị. Ở trên đây có một cụ ông. Nhưng mà không còn ông nữa. Ông Dĩa hay sao? Ông Dĩa đúng rồi. Ở bên trong phía hang rất là sâu nha. À. Nơi này tí tới gần đây á, mình có cái cảm giác như có ai đó đang đứng xung quanh nhìn mình đó nha. Không biết anh Ba có cảm giác gì không ạ? À? Kỳ lắm. Lúc anh chưa sinh ra thì anh có cái cảm giác lo sợ. Nhưng mà khi anh sinh rồi hình như là ông tiên đã chứng giám cho mình là sao? Anh nhẹ lòng hơn, đúng không? Nhẹ lòng lại. Đúng rồi. Và hôm nay nhờ bạn Minh thành tâm tới đây cúng kiến. À. Xong chưa anh Minh? Rồi bây giờ anh em mình xin phép vào bên trong ghi hình một chút nữa để cho rõ hình ảnh cho cô bác anh chị xem. Bạn Minh, từ từ. Bạn Minh, đốt giùm cho mình. Đúng rồi, hình như có thuốc nữa anh Minh. Hai đứa thuốc hay bạn Minh. Là có thuốc đó không? Đúng rồi, mình thấy người ta cúng thuốc của bác anh chị. Đây này, thuốc đây này Minh. Hai điếu nha bạn. Con gì nó kêu vậy ta? Anh nghe không? Chắc những con chim ở trên rừng như thế này thì có những con thú vật thiên nhiên á. Nó kêu trong hang kia, nó kêu ra kìa anh kìa. Phải kêu ngoài rừng đâu, kêu trong hang đó. Cái tiếng này anh không biết. Không đó. Biết là con gì. Kêu trong hang nó kêu ra. Bây giờ tụi con, hai anh em tụi con xin phép ông bà, ông tiên cũng được khúc mặt ở đây tiến thẳng vào bên trong để ghi hình thêm một chút xíu. Mong ông cho phép. Trên phép ngài anh em con đi vào. Đói bụng rồi, sáng ăn phở. Đây có một cái tủ thờ. Bên kia có một cái bước bi quấn cái áo lại. Phía sau kia là một bức tường được xây bằng đá anh. Ừ. Đó. Xây bằng xi măng. Ở bên trong là đá, xây bằng đá, lấy xi măng trét lại. Chúng ta có thể nhìn thấy. Ở nơi đây chắc có lẽ là một nơi linh thiêng nhưng có nhiều người đến đây để cúng kiến. Đúng rồi. Rõ ràng chiếc áo cà sa của ngài vẫn còn đây nè. Rất là ly kỳ luôn cả nhà. Phải nói không, chứng kiến tận mắt mình không có tin luôn á. Có một cọng dây chuyền để trên một tấm bia. Đúng rồi. Và một cái áo khoác, khăn cái khăn. Dạ. Hôm nay có duyên nhìn thấy được hang của quỷ tiên đắc đạo. Có lẽ là câu chuyện này sẽ lưu truyền đến đời sau. Lưu truyền ngàn đời. Anh có còn muốn nói gì nữa không anh ba? Anh chỉ còn mong sao ông tiên và ông bà ở đây có linh thiêng thì hãy cho phép hai anh em mình ghi hình, và nếu có điều gì sơ sót xin ông tiên và ông bà nơi đây đừng bỏ trách, và cũng xin cầu mong cho anh em tụi con để trở về và có thể là những chặng đường kế tiếp được may mắn. Rồi, bây giờ mình lui ra. Người này rất là ly kỳ của các anh chị. Hôm nay rất cảm ơn các anh đồng hành. Đặc biệt là cảm ơn tới anh. Có lẽ anh em ai nấy cũng mệt rồi.
cũng không có gì hơn, cũng xin chúc anh thật sự sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an may mắn của mình gia đình. Nói tên chị sợ lắm. Dạ sợ đúng tên ha. Rồi mình xin giấu tên anh, bởi vì nơi đây rất là linh thiêng của các anh chị và nãy giờ cảm giác anh rất là sợ. Có lẽ bây giờ khai xin cứ qua đồ đây. Bây giờ anh em mình chỉ xuống núi với anh chị vì nơi đây rất là cao rồi. Khai hẹn gặp lại các anh chị ở một đồ theo nhé. Yêu quý Khai hãy cho Khai xin một lượt chia sẻ video lên Facebook cả nhà và kèm theo một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video khắp lên nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Bye bye.